Trời, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Bầu Trời Boston. Bữa nay mình đang ở ngoài vườn. Mr. Đạt đang ngoài vườn từ sáng tới giờ luôn các bạn. Sáng giờ mưa lớn dữ lắm. Mấy cái này con chim, con sóc, con gì không biết nữa, nó hái hết mấy trái cà mình ăn, nó dục đầy hết á. Sáng giờ ở ngoài vườn đó, các bạn thấy cái cây này không? Cái rau này gọi là rau gì anh? Không biết, tiếng hình như là tiếng Việt không biết mà tiếng Anh cũng không biết luôn. Không, hình như anh thấy trên mạng á, tiếng Anh biết sao không? Hay là sweet chard. Tiếng Việt anh thấy trên mạng gọi nó là cải ngọt tây. Ồ, cải ngọt tây hả? Hình như em chưa bao giờ ăn cái loại rau này nó, luôn. Nó ngọt như cải ngọt thôi. Thì tên cải tên cải ngọt thì ngọt như cải ngọt thôi. Thì đúng rồi. Lãng. Nhưng mà nó ông nói chuyện người vốn ghê. Nó bổ như vậy lắm đó vợ. Dạ. Bây giờ em không cần biết nó bổ hay không, mà chỉ cần mà anh hái xong mà anh nấu được nồi canh luôn á là em ăn em mới biết nó bổ hay không. Rồi chuyện nhỏ nấu canh thôi có gì lạ. Rồi các bạn nghe ông nói hứa, các bạn thấy không, lời hứa của ổng nha, một hồi là Tiết sẽ quay cái cảnh ổng nấu cái nồi canh này luôn nha các bạn. Ổng mà không nấu nồi canh này đi là biết tại tôi. Rồi vậy để anh cần dụng cụ là gì để em biết em chuẩn bị cho nấu canh nè. Dụng cụ là cái nồi thôi cái nấu nấu với thịt bò hay thịt heo hả? Canh thì là nấu canh với thịt bò, thịt heo, trong đó đâu có phải kho không? Thấy không các bạn, tiếng nói ông này á, có nghĩa là ổng mà nấu canh là chỉ có nước lạnh với rau thôi, ngoài ra không có gì hết. Y chang vậy luôn. Thôi vậy anh, mình ăn luôn đi nha. Người ta nấu người ta phải hầm xương. Con kéo mẹ đi đâu? Con chào cô chú đi. Con chào cả chị Thắm và chú kéo mẹ đi. Đi đâu cái mẹ đi đâu? Mẹ đi đi vòng vòng. Đâu ok, để mẹ nói chuyện cô chú cái. Không. Sao vậy? Chú. Ba ba nấu canh mà chỉ có nước với lại rau không mà cô chú. Cho ba ba ăn mình ba ba luôn đi. Hả? Giờ chú Linh muốn dẫn mẹ đi đâu? Muốn đi vòng vòng. Đi vòng vòng hả? Nắng quá. Không có nắng đâu. Không có nắng đâu hả? Thiệt không? Đây là người yêu lý tưởng của mình đang hái rau. Giờ đang rửa rau. Hái rau rồi giờ đang rửa rau. Bây giờ mình đang chờ đợi cái nồi canh quyền bí của anh ấy. Make sure trong đây không có mấy con lợn. Con lợn gì? Mấy con nó lợn tới lui vậy nè. Có luôn hả? Đâu biết. Cho nên con đó là con trùng cái gì? Anh nói con trùng thì nó đại đi về đặt con lợn. Cho nên giờ tôi nhảy tới nhảy lui quá không? Em đang đói bụng á anh, em đợi cái nồi canh của anh á. Mà cái anh gì nào? Đợi đi anh. Các bạn biết không, ổng rửa rau cũng khác người ta nữa. Ông làm cái gì cũng khác người hết trơn. Đúng rồi. Rửa vậy xong rồi hả, có rửa lại nữa không? Không. Rửa từng cọng vậy á hả? Ừ. Tại sao không bỏ lên cái rổ? Ừ. Rổ đâu? Rổ dưới chân anh. Trời ơi trời. Ở trong nhà này thầy ta đi muốn mòn gạch luôn, giờ không biết rổ để lâu. Dạ anh, có lúc anh một tiếng ra nữa, cứ gạt anh cái rổ. Anh lấy thịt đi anh, em có thịt sẵn kìa. Thịt sẵn gì, anh đâu phải kho đâu vậy. Cái vấn đề anh nấu canh anh phải lấy nước nó ngọt chứ. Em bỏ đường, bỏ muối vô là đủ rồi. Oh my god. Đây này giống như nấu canh chay rồi. Hả? Đúng không? Không biết nấu canh, chỉ biết nấu canh là vậy. Ổng nấu canh á các bạn là ổng không có thích bỏ thịt. Ngộ ghê luôn chứ không hiểu nha. Ổng thích bỏ đậu hũ vô nè. Mà canh cải ổng cũng bỏ đậu hũ nữa. Có đúng không? Đúng không? Em nói đúng không? Không, canh cải bỏ tôm được. Tôm hả? Ừ. Con nói gì? Mở nước cho con. Rửa vịt nữa đi. Rửa, mở nước ở đâu? Mở nước ở phòng này. Mở nước ở đâu? Con rửa rồi mà. Hả? Con rửa cái trái đó rồi mà. Em rửa mà. Em rửa nữa mà. Em lấy vậy mà. Em thấy cho vịt mình hả? Em mới hái nữa đó hả? Ở đâu em hái hoài vậy em? Con lấy đeo con đũa nè, một cái nè. Cái mà nghe chơi bên này hết trời. Vậy á, ok. Cái con này nè. Ok. Không nhớ. Nữa, dẫn tôi đi đâu vậy? Tại sao chú Linh mang giày vô trong nhà? Con kiến bò em. Con kiến bò bò em sợ đúng không? Rồi sao nữa, muốn mẹ làm gì? Kiến bò bò này rồi. Bò bò này nào sao? Con này nè. Ồ vậy đó hả? Rồi.
Rồi, được rồi, tắt nước cho mẹ. Đó, tôm khô là em đưa cho anh rồi đó. Nồi đâu? Trời đất ơi, nồi đâu? Cái đó nắp. Đó, cái đó là nồi đó. Oh my god. Anh nghĩ sao nguyên cái đống rau này mà anh lấy cái nồi đó vậy? Này đâu? Em nghĩ không đủ luôn. Thôi này thì quá bự. Ai tin rồi đó? À, em không biết à, em cho ý kiến rồi, anh là người nấu à, em không biết à. Em có, em chỉ là cho cái hai. Mẹ, em biết kiếm bù được. Trời ơi, còn cái chị này sao mà chỉ lộn xộn quá luôn á. Tối ngày cái đồ dán bu bu hoài à con chú. Con bị gì mà con dán bu bu vậy? Chảy máu đâu? Đâu có chảy máu gì đâu mà dán bu bu. Đó, vậy thôi đó cô chú. Đi đụng vô vách tường cái bụng cái là dán bu bu liền. Rồi hết chảy máu chưa? Hết rồi, ok. Mấy muỗng vậy ha? Muỗng gì đâu? Thôi nhiều hơn nữa. Anh đừng hỏi em. Anh là người nấu mà em chứ có nhiệm vụ em ăn thôi. Anh không hỏi em. Vài hồi nữa cái này ăn chơi luôn á. Ráng chịu quá nha. Hai muỗng. Biết nè. Hai muỗng đủ không? Em không biết. Ok, ba muỗng thôi. Rồi sao nữa? Xong rồi mình đổ nước vô. Mình lẽ ra là mình phải ngâm một chút xíu. Chứ hết rửa nữa đúng không? Yeah. Mình phải ngâm một chút xíu cho cái con này nó ra, nhưng mà bây giờ mình không có thời gian ngâm cho nên mình phải bỏ nước vô, rồi mình bỏ vô microwave man wave nó cho nó ấm và nó ra nước trước cái đã. Em đâu có ý kiến đâu, anh cứ làm đi. Mình chỉ quay thôi nha các bạn, thì mọi người cứ thấy ảnh làm rồi viết comment ở dưới để cho ổng biết là ổng làm đúng hay làm sai nha. Tí là tí không có nói gì hết trơn á, tí chỉ quay thôi. Đâu, mình chỉ cần rửa sơ sơ vậy thôi chứ không có nên rửa quá nhiều là nó ra nước ngọt hết rầu đúng không? Rồi xong. Rồi đúng ra là mình phải ngâm ngày đêm. Bây giờ anh có bắt nồi nước sẵn không? Chưa, tại vì anh muốn làm cái này trước bởi vì cái này nó lâu hơn. Con khỉ, cái nồi nước đó nó mới lâu hơn à? Không, cái này nó lâu hơn. Tại vì mình lấy cho mình phải ngâm một ngày một đêm lận. Ngâm tôm một ngày một đêm nó sình luôn á. Nó mới nở. Em nở luôn chứ nó nở. Không ngâm kiểu đó. Bấm 1 phút chưa đủ, bấm 2 phút luôn. Cái này nó vô mặt của anh dữ quá. Giờ xa ra. Có người ta mặt hút bơm không? Xa rồi sao quên rồi. Ông nấu có nào canh cải thôi mà ông rộn ràng ghê luôn các bạn. Bởi các bạn nói sao mà anh Đạt không nấu ăn này kia. Ông mà nấu một món là nguyên một ngày từ sáng đến chiều tối mới có ăn. Con nhà chắc đói nhe răng hết. Vậy mà nó mập mạp ngon lần luôn đó nha. Nó mập từ nhờ nó có cái gen giống em thôi. Tức là em nói em phì lẻo. Đúng không? Em đói bụng lắm luôn à. Thì đợi đi. Như ra nước được không? Đừng hỏi, tự nhiên hỏi tôi. Bây giờ trong lúc trời nước sôi thì người ta cắt rau đi. Trời ơi, đứng đó ngồi đó đứng đó hớp bụng. Em đi ra ngoài nhà hàng em ăn, em có bao giờ thấy cọng rau nó cắt không? Em ăn mà nguyên cây cọng rau nó gấp y chang vậy luôn đúng không? Có đâu có cắt đâu. Cái đó người ta ăn đồ khô, còn này mình ăn canh chứ lẽ anh để nguyên cọng gì hút lên hả? Thì y chang như nhà hàng nó nấu y như nhà hàng nấu vậy đó. Không được, cắt đi. Cắt đi. Chắc mà nó cục quá hả? Mình mỏng ở đây là ổng cho nguyên cọng rau đó vô nồi luôn à. Thì đi nhà hàng đúng không các bạn? Đi nhà hàng có bao giờ các bạn thấy cọng rau cắt da lò đúng không? Cái này là ổng thiệt chứ không phải ổng đóng phim đâu nha các bạn. Ổng ngộ đó, tiếng nói các bạn là ổng rất rất là ngộ luôn. Giống như là nó kỳ kỳ, nó quái quái làm sao á. Nó ngộ lắm. Nhà vậy mà anh mới lấy được người vợ ngộ luôn á. Ta nói là nồi nào
ốc dung nắp nắp dung ấy. Ai là cái nồi, ai là cái dung? Hả? Dĩ nhiên là anh là cái nắp rồi. Đúng không? Đâu phải để cho em ngồi lên được. Trời. Có cái đồ giả giả không con? Cái đồ giả anh thì có chứ đồ giả tơ thì không có. Mình đồ dầm 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 con con. Trong tủ á. Thiệt luôn á trời. Nó bên kia, cái bên. Yes. Yes. Cái này nên giả hay mình xay không biết. Tôm mà xay hả? Anh xay đi. Biết tại sao anh giả này không? Không. Con tôm nó bể ra bớt thôi chứ không phải nát. Ok, hôm qua mình giả đậu phộng. Mình chỉ giả cho con tôm nó nát cái thôi, không biết anh chỉ cho. Cho nó ra cái nước ngọt ngọt hơn em hiểu không? Nhưng mà cái này không biết nước sôi không bỏ vô hay là bỏ vô dày luôn không biết. Chắc rồi. Nấu có nồi canh mà chắc canh. Chắc là bỏ vô vậy cho nó cái gì đó cho thời gian này nó ra nước luôn á, đợi nước sôi bỏ vô mà đâu còn ra nước nữa đúng không cũng may là mình bữa nay mình quay phim đó các bạn, mình đứng mình trực tiếp mình quay phim, ổng mà có lỡ bỏ muối mà lộn đường hay này kia là mình chụp cũng lại liền, nên bây giờ mình cứ để ổng làm vô tư đi. Thì cái nước đó là mình cũng đổ vô luôn chứ trong đó mình nấu không có đổ, thì mình đã rửa rồi đúng không anh? Bữa nay anh mở kênh dạy nấu ăn đi anh. À, được. Anh dạy cho Vi nè, nó nấu ăn rồi khi nọ mất nó lớn lên nó nấu. Một á là mình để nguyên như vậy luôn, mình gấp mình ăn y như nhà hàng. Hai á là mình phải canh cho nó vừa cái họng đúng không, thì nó vừa cái họng là cỡ ngón tay vừa là cái miệng của anh rồi lỡ rồi mà rồi cái miệng của em thì phải hai ngón tay. Tôi chưa kịp nấu cái chai này thiệt. Xong rồi á mình nấu á là phải nói là anh nấu ha, tại vì này anh đang dạy em không, coi như là nấu là anh phải bỏ cái cọng vô trước rồi cái lá vô sau hiểu không, cái cọng nó vô trước để mà nó ra cái chất nó chín trước xong rồi mới làm nước lá hiểu không, chứ không phải nấu đồ ăn vậy các bạn đó là... phải bỏ cọng thì đúng mà em nói đúng, em đâu phản đối đâu, nhưng phản đối đâu, nhưng mà anh nói với em nó làm nó nghịch nó khác nó lạ thường hơn anh mới là khác người á, để em nói cho anh nghe nè, đến đồ ngón tay cũng rồi cắt lộn bây giờ cắt luôn ngón tay anh. thường cải á nha, là anh không có để nấu lâu được. Nước sôi anh nêm nếm anh thả vô là anh phải tắt lửa. Anh mà nấu lâu nó sẽ bị nhừ, nó không có ngon. Cái đó là cho cái lá cải, còn anh nấu cái cọng cải anh phải để cho cái nó cọng cải nó phải giòn giòn nó mới ngon. Cái gì cọng cải nó giòn chỉ có em ăn thôi. Dĩ nhiên rồi. Con của anh nó không có ăn. Con của anh nó ăn nó thấy cọng cải giòn nó không có ăn. Nó ăn cọng cải coi như là phải chín. Đúng không? Nó anh nấu cho con của anh nó ăn như là anh ăn. Chứ không có cho em ăn hả? Còn em ăn á thì phải ăn theo kiểu của cha con anh. Đúng không? Bây giờ cái bước kế tiếp là làm gì anh? Dặn miếng nước này nhỏ xuống nên bỏ bột, bỏ đồ vô nó. Trời ơi, bỏ bột hả? Có tôi có nghe lộn không vậy? Bỏ bột ngọt, bột đường à, chứ bột nêm cái gì đó. Tưởng nó bỏ bột kia vô cho nó sạch sạch dễ ăn chứ. Cái đó là em phải xào. Em xào em mới bỏ vậy. Vậy cái muỗng này đúng không hay là cái muỗng kia? Thôi nha, tập trung vô chuyên môn đi, đừng có nói chuyện nữa. Nhưng mà cái muỗng này đúng không? Dạ cái muỗng đó được rồi ạ. Anh đừng có lấy cái muỗng canh giống như cái muỗng anh kho thịt là được. Không, cái muỗng kia thì khác, cái muỗng quyền thợ đó của ông á, mình dục cái muỗng đó luôn rồi. Nhưng mà cái này nó đã ngọt rồi, mình bỏ muỗng là được rồi đúng không? Sao biết hỏi em? Cái ông này tôi nguy hiểm quá các bạn ơi. Cái này chắc lưỡi tôi quá. Okay.
Có cần ly nước lạnh không? Anh đừng tưởng em không để ý nha. Anh đừng tưởng em không để ý nha. Anh bỏ hai muỗng mà anh chưa có nếm trong kia mà anh lắc đầu anh bỏ muỗng nữa đi. Lộn. Đừng có để đường tung để ý chơi theo cái kiểu trên mạng mà cứ lấy một muỗng mà nêm mà bỏ cái kia nha. Được. Quên mình chưa nếm mình. Ngon rồi đó vợ, thiệt quá, nó thiệt quá. Ok. Xong rồi. Em tin anh. Xong rồi mình bỏ cái gì đó. Mình bỏ cải ngọt vô nữa là nó vừa đủ coi như là ngọt như nồi chè. Ok. Đây là cộng cải nha, cộng chứ không phải lá nha, cộng. Bỏ nó trước. Xem chút nữa nó vừa cái tô cộng. Mỗi lần ổng nấu bếp là thiệt cái giống như ổng đi đánh trận nha. Đấy. Mình phải dặn lửa thôi. Đấy, mình dặn nó xuống rồi để mình không bị cháy tay thôi. Dặn lửa lên cho nó sôi. Nó vừa đủ sôi thôi. Em hiểu không? Đừng có để cho nó sôi quá. Nó vừa đủ sôi bắt đầu mình mới bỏ cái phần mà giống như cái phần ở gần này vô. Gần là gì? Cái phần gần cái lá. Oh my god. Các bạn, một cọng cải á, ổng cắt ra làm 3 phần. 3 phần. Cái đít trước. Ông bỏ cái đít trước. Tên cái eo. Xong bỏ tới cái eo. Tới cái đầu. Ông mới bỏ tới cái đầu. Trời đất ơi, nãy giờ thì mình mới thấy luôn, từ đó thì tôi mới thấy có người nấu nồi canh mà ngộ nhất trên đời. Và các bạn thấy có nồi canh không? Chỉ có một nồi canh cải với tôm khô thôi à. Mà ông nấu nãy giờ tiếc nghĩ chắc cũng phải một tiếng á, chứ không ở dưới. Tiếc nhớ hồi kỳ có một lần tiếc bị bệnh á các bạn. Tiếc là tiếc khoai ăn thịt. Mình phải có thịt mình mới không có bị chóng mặt. Bữa tiếc kỳ tiếc nhớ tiếc bị bệnh. Cái tiếc nhỏ ông nấu nồi cháo cho tiếc. Ông quốc cho tiếng nguyên một nồi cháo trắng không? Không có một miếng thịt mà không có trứng luôn. Chỉ có cháo trắng thôi. Với muối thôi. Đã là bệnh cho nên mới đi ăn cháo, đúng không? Bệnh mới đi ăn cháo. Thì ăn cháo mục đích gì để cho nó khỏe. Nó chỉ no bụng thôi nhưng mà nó khỏe. Còn mình bỏ thịt thà vô biết đâu chừng trong đó thịt nó làm mình bị food poison sau. Gọi ngộ gì, độc thức ăn thì sao? Nhưng có còn te tu không nữa đã nhưng... bệnh rồi đúng không, mình ăn cháo trắng thôi chứ là muối thôi, ở nước tương cũng được đó, ổng vậy đó các bạn. Cái bọt này nó là tinh khiết của mấy con tôm á, anh không nghĩ là hơn nó là tinh khiết của mấy con tôm hết bỏ, không ai mà để bọt vô đó, nó là tinh khiết của mấy con tôm mà chúc linh thôi. Thế nhưng mà đâu có ai mà hết bọt rồi, tinh khiết của mấy con tôm luôn. Ông này mà để ông nấu ăn chắc mỗi ngày chắc mình ăn có ngày mình bị tà sáo dí đó các bạn, đi chắc cú luôn. Không kìa, anh nấu ăn là rất là kỹ, cộng cải mà nó còn lỡ từng cộng kìa. Cái này cải nhà chồng ấy các bạn. Rồi được rồi, anh tắt lửa đi em. Để trộn lên hai vòng cái đã. Cái nước nó sôi đàng hoàng. Chút nữa mami chở con đi Home Goods mua đồ nha. Dạ. What you want buy in there? Nhu đồ nổ. Đó, vậy là xong rồi, canh rồi thấy chưa, dễ à. Tôm đàng hoàng nè, thấy không đó, tôm đàng hoàng nè, thấy chưa. Dớt lên đúng một con tôm luôn á các bạn, thấy không. Thấy không, đó. Dưới này nè, dưới này có nè, đó, xi tôm có chợ luôn nè, đó. Ok, giờ mình bới tôm là mình ngồi ra ngoài sân, mình ngồi mình ăn luôn ha. Ok, yes. Ok, sound good. Xong. Cô em đâu. Em ăn chung với con. Quá đẹp. Rồi, cứ việc ăn đi vậy. Anh ăn một hộp vậy. Không, em no rồi. Em không ăn được nữa. Nè, nè chú Linh. Hả, 1, 2, 3 chào cô chú con gái nè. Trời đất ơi, cái đó nè cô chú ơi. Vớt nguyên cái trứng vậy luôn á hả. Rồi. Thôi. Hey, xin chào tất cả các bạn trở lại với bầu trời Boston hôm nay. Gia đình nhỏ của mình ăn ăn cái nồi canh cải anh bầu trời Boston nấu. Chỉ có một nồi, một bó cải hái ngoài vườn thôi á các bạn.
mà mình đã quay được một cái đoạn phim là Mr. Đạt nấu nồi canh như thế nào. Đó, thì các bạn cũng đã thấy là nồi canh cải ra là cái tô canh nó như vậy cũng bình thường thôi à. Mà anh làm rất rất là lâu. Công phu, anh làm rất là công phu. Làm phải có bài bản rồi, công phu rồi này kia nọ, nó ăn nó mới ngon. Vậy nè, con ăn cái đó xong rồi nhớ ăn canh của ba nha. Nhớ đâu ăn canh của ba nha con. Đừng nồi canh của ba bị ế á con. Sao con gật đầu mà con không xuống làm cho ba cảm thấy cho như là nó có một cái sự coi như là trầm lặng gì con. Mình không làm không ai múc đâu. À, đưa tô đây coi. Con muốn ăn lấy cái chén riêng không con hút nha. Cái chén của nó có chút xíu mà nó dớt hai cái trứng ở trong đó. Cho cô chú coi nè, cô chú. Hai cái trứng rồi xong hai cục thịt nữa. Nè, con lấy cái chén riêng cho con anh. Con muốn ăn canh hút riêng hay con muốn canh chung với cơm? Hút riêng phải không? Ai, sao mà lộn xộn quá vậy? Bây giờ lấy cái chén nhỏ đi. Không biết ăn gì hết, người ta ăn với cơm canh riêng. Nhớ support ra đi không? Mà ra đi mà có nấu mà con có dở thì con có dở hay không? Ngon con phải nói ngon hay không? Không có được lấy lòng ra đi nghe chưa? Bây giờ anh muốn biết á, canh của anh ngon hay dở á, anh hỏi Via nè. Dĩ nhiên rồi. Tại em dặn con rồi, em nói á. Cái gì, cái gì? Ok con hết thì mẹ lấy nữa. Cái đó của chị, con có được ăn của chị như vậy. Mẹ biết, mẹ biết con. Mẹ biết. Cái đó của chị. Đúng mấy trứng mà. Nè nè nè. Đó. Ba cho, ba cho cái trứng. Đây con có trứng con, hết trứng của con đi xong rồi ba cho tiếp. Ok. Chúng mình đi quay cảnh nè. Con hết trứng của con đi. Rồi, ba sớm. Ôi mẹ, dớt luôn cái trứng của bà nó luôn rồi nè. Xin chào. Xin chào. Rồi, mẹ ngồi xa vậy? Thấy rồi, được rồi. Thấy mẹ trong đó đâu. Ước thích hết rồi. Thấy mẹ trong đó. Thôi được rồi. Này ăn cơm nguyên gia đình ăn cơm có cái tô canh không mà không có gì hết trơn. Nhưng mà em sợ quá nãy giờ chưa ăn hết trơn à. Hồi nãy em có ăn miếng cơm trong nhà đó. Thịt kho rồi á. Thịt kho nè, canh dạ. Mẹ, ăn canh con nấu rồi mẹ. Nó ăn à. Hái ngoài phải không? Dạ, hái ngoài nấu lên liền luôn mẹ. Mình biết rồi. Dạ. Mẹ, một cái bột cái cọng cải thôi mà ông cắt ra làm ba đoạn. Ông nấu ba lần. Là gì? Là ông bỏ cái gốc vô trước. Cái cụm cứng đó mày biết không? Vô nấu trước, xong ông tới bỏ tới cái thân chính giữa vô trước, vô ghế. Xong rồi mới tới cái lá vô chót. Rồi nấu nồi canh. Hai lần được rồi. Muốn múc ba lần. Không nấu vậy đúng rồi nhưng mà hai lần nữa ba lần nó hơi chưa? Nhiều. Hay nghe chưa? Mẹ nói đúng hay chưa? Đúng. Nè, giờ hỏi nè con gái thương nè. À, canh của ba nấu ngon con? Em dặn con rồi, em nói con thì nó ngon, dễ là nó dở. Con nít mà mình đâu thể nào mình ép nó được đúng không? Mẹ hỏi lại nè, ngon không con? Ngon. Nó mắc cười rồi. Nó mắc cười, nó sặc đuôi rồi, mắt thấy rồi. Thất vọng. Nó giống như chàng đạt luôn phải đó. Bị thất vọng rồi. Bị thất vọng rồi, ba bị thất vọng rồi con. Dở lắm hả Vi? Nó bị thiếu gì? Nó thiếu gì? Có ba nè. Nó sao? Nó sao giờ mà dở? Con nói nghe. Anh ăn thấy rất là ngon. Ừ. Nguyên nồi canh đó anh ăn hết đi. Ngon mà, tay cho bạn nè. Trời ơi, rất ngon à. Ừ, có rồi phải không? Trời ơi, dễ sợ. Ngon hay vậy? Chú lên miếng ăn miếng cải của ba ba nha. Đúng rồi, cải này giờ chú anh ăn được nè, nó chín rồi. Ăn miếng cơm như mẹ. Ngon. Trời anh thấy nó ngon hơn cải ngọt nhiều luôn á. Cái tô cơm này mình tính ăn ké với ẻm các bạn. Mình vừa mình với ẻm ăn chung, rồi bây giờ là nãy giờ em phun hai lần. Uống nước vô. Ngon con yêu. Ngon. Ngon lắm. Ngon. Nãy giờ có mình ổng khen không à. Nó có phần giống không giống cải ngọt nhưng mà nó có phần ngọt ngọt giống như cải ngọt. Giống như cải ngọt. À, nó có giống cải ngọt. Cộng với lại gì đó rau gì rau dền nó vậy. Ừ. Không phải rau dền, rau gì giống ta. Nghe ổng diễn tả là thôi. Nó không có giống cải ngọt nhưng mà ăn nó lại giống cải ngọt. Ngọt ngọt. Nó ngọt ngọt như cải ngọt. Cái mùi nó giống mùng tơi. Đó, đúng rồi, giống mùng tơi mẹ. Đúng rồi. Nó ngọt ngọt giống như mùng tơi. Cũng giống cải ngọt. Ngon mà. Mẹ có biết là cũng có cái giống này ta. Ăn nó ngọt ngọt ngon ngon. Nấu với tôm khô là ngon. Đúng rồi. Thấy mẹ cũng nói giống như anh Trang luôn. Ủng hộ. Ăn hết chén canh ủng hộ ba đi con. Cái này nấu thật là thú à. Nấu tôm khô là mẹ khoái luôn. Cái mùi thơm thì tôm khô mình còn tạm chấp nhận đi. Hồi nãy mình hỏi ổng nấu gì, ổng nói nấu với nước lạnh thôi. Ổng nấu gì hết, không có thật gì hết trơn. Còn cái bà này nữa, hồi nãy giờ bà phá quá nha bà.
Ngon hiểu vậy? Em no rồi. Không, các bạn Tiết ngộ lắm. Tiết chỉ ăn được hai loại canh. Cái này là không phải là không biết ăn nha, ăn được nhưng mà mình không có thích. Tiết chỉ ăn canh chua là một nè. Với lại canh gì nữa ta? Hình như có một loại canh chua thôi à. Canh tôm khô là mẹ ăn nhiều nhất. Chỉ có nhiều cái Tiết chỉ ăn một loại canh chua thôi à. Còn canh cải này kia là Tiết không có ăn. Ăn được chứ không phải là không ăn được nha, nhưng mà không có thích. Đó, mình nói lại. Đó. Nhưng mà canh chua là thấy là ăn liền. Rồi. Ngon quá. Ăn hết cơm ngon. Chưa? Ngon quá, ngon quá, ngon quá, ngon quá. Nè, chú Linh, con ăn thử canh của bà nấu thì ngon không? Con nói cho cô chú nghe nha. Ăn thử miếng đó nha. Ok. Dạ, bỏ vô đây nè. Có một cái hả? Dạ, con ăn thử. Thử thôi, thử thôi. Mình thử thôi. Thử thôi. Ăn con cơm. Uống miếng nước nè. Uống miếng nước. Thì đâu về đi là cô ao. Ngon không? Hả? Rồi, thất bại rồi. Thất bại hả? Nè, ngon không? Mình hạ như vậy. Nhưng hai đứa con cưng của ông nó đều phản đối hết rồi. Mẹ nó không cần thử. Cô Bi đâu ăn canh này, nó ăn thịt không hả? Không cần thử. Còn mẹ tâm khô mẹ khoái rồi. Mẹ với anh Đạt về một đội đó. Đi đâu? Hỏi bài của chú nè. Rồi, hỏi bài của chú thì bài của chú mình ăn xong rồi. 1, 2, 3. Thôi, chào tất cả mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh Bầu Trời Boston. Xin tiếp tục ủng hộ gia đình nhỏ của mình. Con bay cô chú một cái coi con ồn quá. Nè, nó bay cô chú một lần nữa cho cô chú coi nè. Con nói sao? Xin chào cô chú đi. Nó. Bye bye cô chú.